Ngay tại đường Phú Lân mừng rỡ khó hiểu thời điểm đó, đột nhiên một tiếng rên ở bên trong, phía trước một chiếc cờ giáp đột nhiên không hề có điểm báo trước, liền xuất hiện ra ở bay ngược mà ra, hung hăng lẹn hướng phía sau. Giang Ngô Huyệt lúc này biến sắc, mãnh liền trận lách ngừa liền vọt tới, dùng thân thể của chính mình đi ngăn trở cái kia đài cờ giáp. Oanh một tiếng, hai người va chạm, dùng lực lượng của Giang Ngũ Nguyệt bá vương lóng như vậy mà như trước có một chút ngăn cản không được, cùng với cái kia đài cờ giáp cũng một chỗ bay ngược về phía sau. Đường Phố Lân lúc này cũng đã phản ánh ra tới đây, bản thể tông công pháp điều động ra khí huyết chi lực lượng, hai chân đứng dậy, chân lách người liền vọt tới, ở giữa không trung lúc này hai tay tiếp tục tiếp được Giang Ngũ Nguyệt, cưng rắn đưa hắn cùng cái kia đài cờ giáp cản lại. Nhưng mà tại bọn họ rơi xuống đất thời điểm đó, bộ cơ giáp kia ở trong tầm thuẫn cũng đã biến thành mảnh nhỏ, cơ giáp càng là toàn thân bốc lên trên tia lửa bạt liệt ở trên mặt đất, mở ra cánh cửa khoan lúc này, ở bên trong chiến sĩ đã thất khiếu chảy máu hết cả người. Một đài hắc cấp cơ giáp kịp thời bổ vị, chặn lỗ hổng, Đường Phố Lân ở trong mắt lóe lên trên một cái rồi biến mất, thấy được một đạo thân ảnh. Đó là một tên dáng người cao gầy nữ tử, toàn thân bao trùm tại tầng một ám vảy màu tím bên trong, sau lưng mọc ra một đôi cánh, còn có cốt trào tại cánh đỉnh, trong hai tròng mắt này lóe ra thâm sắc sắc hào quang. Rất nhiều hồn đạo năng lượng công kích rơi trên người của nàng, chỉ cần đi vào trong đến thân thể của nàng phạm vi ở trong phạm vi 3m, ngay lập tức sẽ tự hành tan rã, liền bao tạc ra lỗ túng đều làm không được. Có hắc hoàng xuất hiện ra, mọi người cẩn thận một chút, mời phong hào đố la tới, ngăn trở nó. Giang Ngũ Nguyệt lúc này gầm thét lên một tiếng, mà đúng lúc này, mới vừa bố trí ra bộ vị kia hắc cấp cờ giáp vậy mà cũng bị oanh kích bay lên trên, hướng về bọn hắn bên này đập tới. Không chỉ có như vậy, cái kia chú hỏng vừa xuất hiện ra, thân thể lóe lên trên, tên kia còn có cánh hắc giáp nữ tử này liền xuất hiện ra ở phía sau. Chỉ thấy nàng ở hai tay vùng lên trên, một đoàn khí liêu màu đen bỗng nhiên lở rộ ra, chung quanh hơi 10 đài cờ giáp tất cả đều bay lên trên. Phòng ngự trận tuyến này lập tức là bị xé mở ra một cách cực kỳ lớn lỗ hổng. Đối mặt với loại tình huống này, căn bản không cần Giang Ngũ Nguyệt ra lệnh, với tư cách là trừ bị đấu khải chiến sĩ đám liền là ngang nhiên xông tới. Giang Ngũ Nguyệt lúc này lửa giận gầm lên một tiếng, cũng đồng thời đánh về phía của hắc giáp nữ tử kia. Đường Phố Lân lần thứ nhất nhìn thấy loại sinh vật này, lo lớn lên rất giống nhân loại, tướng mạo cũng rất xinh đẹp, thậm chí ngay cả dáng người ở trong nhân loại này cũng được cho là ma quỷ tầng thứ, vô cùng mê người. Nhưng mà thân cao tới 3 mét có hơn, toàn thân bao trùm ra lấy vảy màu đen tản mát ra dày đặc ánh sáng âm u. Hắc hoàng cùng với ma mi đều là đỉnh cấp thâm nguyên sinh vật, hơn nữa đều là đỉnh cấp thâm nguyên ở bên trong hình thể rắc tiểu, có thể xuyên qua thâm nguyên thông đạo này đi tới nơi này. So với ma mi, hắc hoàng không có tốc độ nhanh như vậy, nhưng chúng nó chiến đấu lực lượng nhiều trước càng thêm mạnh mẽ. Mỗi một hắc hoàng đều có không kém hơn nhân loại phong hào đố la tầng thứ lực lượng. Chẳng qua là sự xuất hiện của nó một hắc hoàng như vậy, ngay lập tức sẽ để lại cho nguyên bản ổn định chiến cuộc này xuất hiện ra nguy cơ. Ở phía sau năng lực tia tập hóa, hộp phối hợp ra đấu khải chiến sĩ đám, miên cương chế trụ ra hắc hoàng lúc này, nhưng mà càng nhiều lửa thâm nguyên sinh vật đang tại vọt tới. 5-6 ba an từ chỗ lỗ hỏng bay ra, khoảng cách là gần như cùng với cờ giáp chiến sĩ đám va chạm. Lực lượng của ba an lúc này được Phố Lân đã lãnh giáo qua, tại không mặc dù là tình huống của đấu khải dưới, hắn ứng đối cũng không muốn hết sức chăm chú ra mới được. Từ cấp cờ giáp này lại trước mặt ba an liền có thể yếu hơn rất nhiều. Ngang một tiếng hùng dũng tiếng sổng ngầm ở đường Vũ Lân ở trong miệng vang lên trên. Đấu khải lập tức phụ thể, ở trên người ở trong bốn cái kim sắc hồn hoán, cái thứ bốn quang mang chớp điệu. Một vòng màu vàng vầng sáng này lập tức từ dưới chân hắn bắt đầu mở rộng tới. Long nguyệt của hắn đấu khải vốn là hoa lệ, hơn nữa màu vàng vầng sáng này khuếch trương ra, thật sự là rất sống lĩnh vực. Ở trong lúc nhất thời, phía sau các chiến sĩ tinh thần đại chấn, đều cho rằng là tam tự đấu khải sư đã đến. Tam tự đấu khải sư đó là tất nhiên có được lấy phong hào đấu là mặc liệm chứng chiến lực, có đấu khải biên độ gia tăng trưởng, coi như là thất hoàn hồn sư cũng có thể đạt tới phong hào đấu là chiến lực. Kim sắc quang mang những lời đi qua, vô luận là đấu khải sư hay vẫn là cơ giáp sư, trên người đều bị kín tầng một màu vàng mịt mờ hào quang, chiến ý lập tức tăng lên trên tới cực hạn, đồng thời tự thân hồn lực chấn động cũng là trên diện rộng tăng cường, huyết mạch chấn động tăng cường, đúng là kim long cuồng bạo lĩnh vực. Đường Phố Lân cũng không biết lúc nào là thích hợp nhất, nhưng hắn vẫn rõ ràng, nếu như thời điểm này chính mình không phóng thích ra lĩnh vực mà nói, huyết thần quân đoàn này vẫn có càng nhiều thương vong xuất hiện. Mới vừa phóng thức ra hắc hoàng, thân thể bắt đầu khổng lồ hóa thành dáng ngũ nguyệt cảm thụ ra rõ rệt nhất. Tại kim long cuồng bạo lĩnh vực này, biên độ tăng trưởng dưới, toàn thân hắn đều là tràn ra tầng một ám kim sắc sáng bóng, khi tất cả người lập tức bạo tăng.
há miệng xá, một đạo cường thịnh quang mang lên từ trong miệng hắn phun phun xá, thẳng đến Hắc Hoàng kia đánh tới. Hắc Hoàng lạnh lùng nhìn về phía của hắn, tay phải vùng lên trên, một mặt hình tròn hắc sắc năng lượng này thuẫn chặn lại. Nhưng là đả kích cường liệt này vẫn là làm cho thân thể của hắn dừng lại một chút. Phía sau hơn 10 đạo thìa bay vụt tới, đưa nàng chấn động liên tiếp lùi về phía sau. Nhưng tác dụng của nàng lúc này cũng không phải là đả thương địch thú, mà là muốn đứng vững áp lực, lại để cho lỗ hổng biến lớn, lại để cho càng nhiều lửa thâm nguyên sinh vật sống lại. May mắn Đấu Khải có tư cách là hậu bí, bằng không lúc này phòng tuyến cũng là muốn bị sông phá rồi. Cũng ngay tại lúc này, một đạo bóng người vàng óng bỗng nhiên lóng lánh, từ phía sau đuổi theo trước mặt của Giáng Ngũ Nguyệt, hùng dung tiếng rồng ngâm vang vọng toàn trường. Bởi vì thân hình di chuyển về phía trước, đường phố lân lúc này, kim long cuồng bạo lĩnh vực lúc này được kính 50 mét phạm vi tác dụng có thể cái lồng bảo vệ. Người cũng trở lên càng nhiều cờ giáp xưa cùng với Đấu Khải xưa được kim long cuồng bạo lĩnh vực biên độ tăng trưởng ra chiến lực lượng tăng vọt. Nhưng cái kia xông lên tại Ba An cũng là cái kia thông minh sinh vật, lực lượng lập tức này đã bị áp chế trở về. Đường Phố Lân ở sau lưng hạ cánh vỗ mạnh một cái, từ trên trời giáng xuống, hóa thân thành một đạo kim quang, thẳng đến Hắc Hoàng kia phóng đi. Hắc Hoàng nhíu mày, giống như đối với lĩnh vực của Đường Phố Lân khá là không thích ứng, tay phải nắm tay, cò rút về phía sau, sau đó uỳnh một cái. Đường Phố Lân chỉ cảm thấy trước mặt chính mình đột nhiên xuất hiện ra một cái thật lớn màu đen vòng xoáy. Cái vòng xoáy đang diễn ra điên cuồng cắn nuốt ra lực lượng của hắn, để cho hắn toàn bộ người đều là trì trệ. Ngay sau đó, một cỗ tràn ngập tuyệt vọng này hủy diệt ký tức trào ra, mang theo xoắn ốc năng lượng bà động đánh về phía thân thể của hắn. Ngang một tiếng, Đường Phố Lân ở trong miệng phát ra hùng dũng tiếng rồng ngâm, đầu rồng to lớn tùy theo đó tại trước người của hắn hiện lên, hoàng kim long hống. Tuyệt vọng hủy diệt năng lượng này dừng lại một chút, bị hoàng kim long hống này đánh tan không ít. Ngay sau đó, hoàng kim long hống hóa thành kim long thăng thiên, cùng với nó đánh nhau. Uỳnh một tiếng, năng lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi, thân thể của Đường Vũ Lân lúc này bị bay lên dựng lên trên, nhưng trên mặt quả đất Hắc Hoàng cũng là không chịu nổi. Bản thân của Đường Vũ Lân tu vi đương nhiên không ngã được Phong Hào Đấu La cái tầng thứ kia, nhưng mà lực lượng của hắn nhiều trước lại có cực kỳ lớn biên độ tăng trưởng. Hơn nữa, phía dưới còn có phần đồng viễn trình công kích một bực đang đả kích Hắc Hoàng. Nàng đúng là bị Đường Vũ Lân một kích này oanh lùi về phía sau mấy mét. Giang Ngô Nguyên theo sát lấy liền vọt lên trên. Tại kim long cuồng bạo lĩnh vực này dưới tình huống nhị thư Đấu Khải biên độ tăng trưởng, tu vi của hắn đã đạt đến hồn đấu la cấp độ. Ngang ngược xông tới, cùng với Hắc Hoàng đụng vào nhau, đơn giản chỉ cần thấy đem Hắc Hoàng cứng rắn đỉnh ra bên ngoài, cho va chạm trở về ở trong miếng. Đường Phố Lân hai cánh đập súng, hóa giải lúc này thế xông lên, thân thể lửa chuyển, toàn thân hồn lực, khí huyết chi lực lượng điên cuồng hướng ở trong tay của Hoàng Kim Long Thương ngừng tụ ra. Chỉ thấy Hoàng Kim Long Thương ở trong tay hắn bỗng nhiên sáng lên trên, cái kia chói mắt hào quang này, lóa mắt, dường như đem động quật này ở trong chỗ đó tia sáng tất cả để hấp thu ra ở trong đó. Lần này, Đường Phố Lân là không giữ lại chút nào tại rót pháo, bằng vàng kim long cuồng bào lĩnh vực biên độ thăng trướng, hắn bản thân khí huyết vòng xoáy này đã điên cuồng xoay chuyển ra đến cực hạn trình độ. Hoàng kim long thương hai bên đầu mũi thương này đều bởi vì năng lượng đại lượng rót vào trong mà hơi rung động, đó là cực kỳ sóng năng lượng khủng bố, hồn lực khí huyết chi lực lượng tản diện rót vào, cho dù là mấy phe các chiến sĩ, nhìn về phía ánh mắt của Đường Phố Lân lúc này đều toát ra vẻ kinh ngạc. Xúc thế, Đấu Khải biên độ tăng trưởng, kim long cuồng bạo lĩnh vực này biên độ tăng trưởng, cường thịnh sát ý dung nhập. Giờ khắc này đấy, Đường Phố Lân đem chính mình hết thảy tất cả đều dung nhập vào bên trong chuỗi này trong hoàng kim long thương. Bị Giang Ngũ Nguyệt lúc này đụng vào lỗ hổng Hắc Hoàng cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt liền là bắn ngược mà ra. Mà Giang Ngũ Nguyệt lúc này cũng bị mấy đầu Ba An ngăn lại, sóng phương triển khai ra mãnh liệt vào chám. Ngay tại lúc này, ở trong động quật đột nhiên buồn bã, ngay sau đó, một đạo tia chớp màu vàng ngang trời xuất thế, cơ hồ là lập tức đã đến trước mặt của Hắc Hoàng. Hắc Hoàng mới vừa một quyền này đánh lùi ra Giang Ngũ Nguyệt, cũng cảm giác được một loại phát ra từ linh hồn run sợ. Sau lưng một đôi cánh mạnh mẽ về phía sau là khép lại, một cái thật lớn vòng sắc màu đen xuất hiện ra ở đỉnh đầu của nàng. Vòng sáng màu đen này nhìn qua như trước là một cái vương miện. Chính giữa có màu vàng kim nhàn nhạt, vầng sáng lập lòe, một cái quỷ dị ký hiệu ra, tùy theo đó hiện lên tại trước mặt của Hắc Hoàng, hóa thân thành một cái tấm chắn. Đây hết thảy đều là trong lúc điện quang hóa thạch phát sinh. Uỳnh một tiếng, kim quang mãnh liệt bắn ra, chung quanh Ba An lúc này tất cả đều bị nảy sóng năng lượng khủng bố lổ bay. Giang Ngũ Nguyệt lúc này cũng đồng dạng bị phản chấn lực lượng chấn động liên tiếp ngã xuống. Phốc một tiếng, Hắc Hoàng thân thể lắc lư một cái, một đôi lãnh mạc vô tình ở trong hai tròng mắt, số cuộc thoát xa tâm tình chập chờn, đó là hoàng sợ cũng không dám tin. Ký hiệu biến thành Hắc Hoàng thuấn di này dĩ nhiên nghiền nát,
Ánh vàng rực rỡ trường thương này đâm xuyên qua lòng bàn tay của nàng, lại đâm vào bờ vai của nàng. Kinh khủng khiếp hấp thu ra chi lực lượng lập tức bộc phát, hóa thân thành một tầng vầng sáng màu vàng dũng mãnh vào trong hoàng kim long thương kia. Hắc hoàng lúc này phun ra một tiếng máu tươi, chấn động mạnh ở cánh tay, cưỡng ép ra đem hoàng kim long thương bỏ bay ra bên ngoài. Nhưng mà một cánh tay của nàng cùng với phải lửa người cũng đang nhanh chóng héo rũ, bả vai sụp đổ đã liền một bên cánh này đều là mềm nhũn rũ xuống. Hơi lắc người, nàng đã nhanh chóng xông về lỗ hổng biến mất không thấy gì nữa. Hắc cấp cơ giáp đám bố vị này đã vào lên trên, dưới sự trợ giúp của phần đồng đấu khải sư, tiến tiến là kích giết ra mấy lần đầu ba an, rốt cuộc đem lỗ hổng một lần nữa là chặn lên trên. Phía sau viễn trình công kích này cũng đã càng cho lực lượng, từng khối to lớn quang cầu không ngừng kéo lê đường vòng cung rơi vào trên bên trong thâm biên sinh vật ở trong đám, bộc phát ra từng đoàn mãnh liệt năng lượng ba đông. Đường Phu Lân lúc này sớm đã từ trên trời giáng xuống, lúc này hắn đã huyết hồn hài suy, hắn còn chưa bao giờ thử hỏi qua, đem mình tất cả lực lượng tất cả đều áp xúc ra trong một kích này. Đây cũng chính là hoàng kim long thương, đổi sang rằng thông thường vũ khí, căn bản cũng không có khả năng chịu đứng. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, hoàng kim long thương lúc này lăng không bay trở về, rơi vào trong tay của Đường Vũ Lân. Lập tức một cỗ khổng lồ đường như là giang hồ đại hải, đồng thời vọt tới năng lượng điên cuồng xuất vào trong thân thể của hắn. Đường Vũ Lân giống như là kiểu hạn phùng cam lâm vậy.